Hi, xin chào cả nhà. Hôm nay mình cùng mấy đồng bạn đồng hương ở đây đang câu cá các bạn. Hiện tại các em đấy ngồi được một lúc rồi. Nhưng mà do thời tiết khá là lạnh nên là hôm nay các em cũng chưa được mấy con cá. Ở đây thì em này đang em Việt chào cái nhỏ. Ok, Việt đang cầm một cái cần câu đài. Hiện tại là em đấy ngồi chắc là được tiếng chưa? Chưa được 2 tiếng rồi đấy. À, được 2 tiếng rồi. Tầm chục. Ôi kia có cá rồi. Có cá. Bé quá thả đi. Con này bé. Bé quá, thả. Đấy, còn em Việt vừa mới nháy này. Đây này. Đấy. Hiện tại cá đã bắt đầu cắn câu. Mày ra cá nó còn được có nổi. Được đấy. Bên bên kia còn có hai cậu em nữa, mấy một anh đang ngồi câu. Hai đồng chí. Mình sẽ đi vòng sang bờ bên kia. Hiện tại cái cần này đang ăn này các bạn. Cần của em Việt đang ăn, mình đang ngóng chờ xem có cơ hội được con cá nào ở đây để quay không. Ok. Tí nữa sang. Hello. Chân hơi à. Đây là các khán giả ở quanh xóm các bạn. Khán giả tập trung đông hơn cả cần câu. Cái ao này của em chủ nhà tên là Thuật đấy. Mọi người ạ, chủ nhà tên là Thuật, hiện tại em đấy đang ngồi câu ở đây. Trước mình cũng câu ở đây rồi. Đây em Thuật đây. Em chủ của chiếc ao này. Em chủ chiếc ao này các bạn. Ở đây có một cái con câu khá là xịn sò. Hoàng mới mua đúng không? Hoàng mới đầu tư đúng không? Đây hiện tại là cái con câu của em Hoàng. Vừa xịn nhất ao, cần to bằng cái cổ tay ấy các bạn. Không biết là em đã được con cá nào chưa thì mình cũng chưa rõ. Khá nhiều ấy. Cần nó phải rơi vào hơn 2 ngón tay các bạn. Ok. Đây. Đây là em Hoàng với em Dũng. Em Dũng nhà mình vừa lên được con cá nhưng mà mình không kịp quay các bạn. Hiện tại 2 cân nhá. Cân đều thôi nhá, lên được con cá 2 cân. Anh Dũng ơi, anh bán rồi. Ừ. À, hôm nọ lên trường cấp 3 lượn lờ phát làm phát và đúng là nhà 3 tầng mới. Hỏng rồi. Hỏng nên anh bán xác. Rét phết. Vào đây cầm thuốc à? Đâu ấy nhở, vừa nãy có 2 con cá lên rồi, Thuật để đâu ấy nhở? Cho anh quay cái nào. Ok, thành quả của mọi người hôm nay được con cá ở đây. Đội câu. Con cá này khá nhỏ các bạn. Cá này độ được tầm 5 lạng. Chắc không được luôn nhở? Không được 5 lạng được. 5 lạng nữa, tròn 5 lạng. Đây, cắn tay. Đây các bạn. Nó dậy cái nước. Chạy. Rồi, ok. Mình sẽ ngóng chờ những con cá sắp tới nha các bạn. Ôi trời ơi, được con cá to bằng 2 ngón tay thôi.
Đây các bạn ơi, hiện tại là em Dũng lại được thêm con cá nữa. Lại được một con cá rô phi 2 cân nhá. 2 cân. Con này là ăn được rồi, đấy. Ăn được rồi. Okay. Con đấy phải làm 5 mâm. Em Dũng hôm nay là khởi sướng là rất là may. Các bạn ơi, hiện tại cậu em mình đã được rồi. Ok, Việt em hiện tại vừa được con cá lên các bạn. Cá này 20 cân nhé các con bạn. Con cá này khá là to đấy. Em vừa lên luôn. Mình không kịp quay cái cảnh mà dưới nước em đấy tung cần lại nhấc cá lên. Đây, chân em đấy đang dẫm. Ơ, em cầm lên à, em cầm lên giơ cho mọi người này. Thành quả đầu năm của em Việt em nhá, mọi người nhá. Ok. Cá hơi bị to đấy các bạn ạ. Hả? Chấm à? Chấm trắng thôi. Là nhìn con này nó phải trôi thôi. Đấy. Thế là có mồi đấy nhở? Cái này chắc phải được chục mâm rồi đấy. Hai con là phải chục mâm là chắc chắn rồi. Dình từ nãy mà. Ủa mày. Đấy, giờ chỉ có mũi mít rồi ấy. Ấm mộng thúc quá. Mày hộp. Mà cuối chỗ đấy. Cuối thúc. Cuối thúc chỗ đấy. Lấy một quả chuối. Nó cuốn nó ăn luôn mà. Nhìn cũng phải là khẩu vị thì phải chậm. Hay là tìm đâu được con gián nhỉ? Chả nó chủ bát gì kiểu gì. Móc vào cho nó chạy. Cái cổ này một phát ăn luôn. Chuyến này hết cá. Để ổi về câu nhá. Em Dũng thay đổi mồi cho cá đợt này. Thành quả không biết là chưa biết là thế nào. Cho mình biết. Đúng rồi. Tao biết. Cần gì đây? Cần gì ấy nhỉ? Cần Shimano Mate. Shimano. Đóng bộ fit luôn. 450. Cần là 180%. Mỗi thằng một mùi câu cho chặt mồm ăn chắc tối. Tối tí nữa lại chê. Nếu mà có chê là tối tí nữa à. Đúng đàn chê thì cứ thả xuống là lại ăn. Ăn luôn. Lạnh phết nhờ, thời tiết này. Ngoài Bắc này khá là lạnh. Đây các bạn ơi, thành quả được 2 con rồi. 2 con cá chấm rồi. Đây nữa này. Mấy con rô phi bé, mà mấy con rô phi bé chắc là các em đấy để ngoài thôi, không thể cho vào đây. Ok, đang ngóng chờ Dũng lên một con chấm 2 cân. Ngoài kia... Trần Anh Hoàng bị nhúc nhích gì. Anh vừa nãy tưởng Việt nó ở đây, hay không phải. Gọi cho nó.
À, đi kiếm mồi cá, cá sông. Nước đang đẹp mà, nước vừa tầm.